Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Hiện tại thì Long đang có mặt tại trước cửa của nhà Tràng Va rồi các bạn ạ. Và ngày hôm nay thì Long tiếp tục có về quê thì ở chỗ Long thì thị trấn phát triển hơn ở đây. Ở trung tâm xã thì không có bán sữa tốt đâu các bạn ạ. Và Long về đó để mua sữa cũng như là một số cái đồ tốt tốt lên cho cháu mì. Và xin mời các bạn hãy đồng hành cùng Long trong số ngày hôm nay nhé. Có về nhà 2 ngày các bạn ạ. Cũng rơi đúng vào 2 ngày hôm mưa bão to thì công trình ở chế dính gáp tặng lại 2 hôm. Hôm qua lại tiếp tục các anh em kỹ thuật xây dựng lại tiếp tục vào tiến hành. Đấy, xem trên video thì các bạn cũng cập nhật được rồi. Anh em xây bằng khẩu rồi. Ngày nay ngày mai là sẽ thu vỉ ruồi. Ơi giời ơi. Tràng Va thì có vẻ như chưa tìm được bò, không thấy gọi cho Long. Nhau nhau, xinh gái quá nhỉ. Dạo này có quần áo của các ông bà gửi lên cho sạch sẽ. Đi học lúc nào cũng tươm tất. Anh Ba rồi, anh à. Cái cửa này em bảo bao nhiêu lần rồi. Đi mua cái tấm ván về sửa làm cái cửa đi. Cái mở ra mở vào quan trọng nhất thì chả làm. Toàn lấy ván vào đâu thôi. Ơi giời. Mì ơi. Anh à. Có ba bố con ở nhà đấy anh. Em vừa gọi điện anh đi đâu về đấy. Mở lúc em gọi điện anh ở đâu về đấy. Mặt này có nóng quá không anh? Mì ấy. Mì ơi, mì à, bố mặc như này có nóng quá không? Mặc này xong rồi này, này bật quạt đây. Kiếm bộ khác mặc. Ông bà gửi cho đây. Đấy, cười đấy. Chị trêu em cười đấy. Chị này ngoài những giờ nát ra là cũng quý em lắm. Chơi biết chơi với em rồi đấy. Còn mấy cháu đâu anh? Còn hai cháu đâu? Cháu rời đâu? Đi cắt cỏ bò á? Con Mai với con Kìa thì vẫn đi học chứ. À vừa đón về à? Áo đâu đẹp này. À ông bà tặng đấy chứ. Đấy. Toàn quần áo đẹp đấy chứ nhỉ? Ông bà tặng. Thì em mang sữa lên cho cháu anh ạ. Sữa. Chèn cả bọt xốp vào cho cẩn thận. Đây là sữa anh nhé. Sữa này. Em mua cả một kiện một thùng luôn này. Còn cái này là tổ yến. Rất là tốt cho trẻ con anh nhé. Anh mở cái nắp này ra xong là lấy cái thìa nhỏ nhỏ bón cho con mỉ nhé. Đây. Anh lấy cái thìa nhỏ vào đây. Lấy cái thìa nhỏ đây em hướng dẫn anh bóc luôn cái này. Bón cho con ăn luôn. C với cả phát triển IQ nữa. Một lát nữa thì sẽ hướng dẫn anh va cho con mỉ uống sau. Ngoài ra thì đây sữa thì các bác này. Sữa và tổ yến. Long mới mua tạm 10 hộp tổ yến này để cho mỉ ăn xem là mỉ có quen với cái món này không đã. Ăn được cái tốt. Còn sữa đây. Một thùng bằng này sữa thì uống được khoảng 2 tháng. Khoảng 2 tháng sữa. Đây va lấy cái thìa nhỏ nhỏ cho mỉ ăn thử xem nào. Mày nắm mồm chê. Ôi có cái túi đẹp nhỉ. Chú Long mang cái túi cho trông như cán bộ cao cấp nhỉ. Đẹp không? Sách cho sách vở đi học nhỉ. Nào, cầm sách đi học nào. Đấy. Đi học cái sạch sẽ hẳn con người lên. Cái đèn này không biết là có chịu sạc vào dùng không. À, vẫn lên này.
Ô, tuột mất hai cái này rồi. Trẻ con chắc người cái tuột mất cái dây này rồi còn đâu. Mì ơi. Mì à. Mì à. À kia, Mai kìa. Mai đi ấy lấy về măng đâu về đấy. Đây, con cho vào đây. Con cho vào đây. Đây rồi, để măng đâu về. Nhìn hai chị em trông nhau giỏi chưa kìa. Đấy, cho em bò đấy, em bò em mỉ biết dùng hai cái bàn tay đẩy người lên rồi, nhưng mà cái chân thì cái đầu gối chưa nhấc lên được. Như này sắp biết bò rồi đấy các bạn. Nãy cứng rồi, nhưng mà sắp 14 tháng rồi đấy, gần 15 tháng rồi. Papa. Chứ khó chơi với em nhỉ. Cái này gọi là tổ yến anh nhá. Thì vừa em hướng dẫn anh mở đấy, mở túi bóng ra xong là bật cái lẫy ra nhá. Anh thử xúc cho con ăn xem nào. Xem cháu có thích ăn cái này không. Cái thìa to quá à, hôm nọ mua nhưng mà trên này không có cái thìa nào. Ừ, lấy cái đầu đấy cũng được. Nó em sùng mua 3 cái nhưng mà đây nó không có cái thìa nào nhỏ hơn này. Nó về nhà nó cũng quên mất, nó không có. Không có mua cái khác. À, hoặc là lấy cái thìa múc sữa cũng được. Cái thìa trong hộp sữa ấy. Người bón lại được, em thấy miệng bón như này còn vừa miệng hơn. Ăn không? Có. À, cái này bổ lắm đấy. Sẽ ăn hết được cái này không? Hết, hết luôn á? Hết một bát cơm á. Anh cho ăn cơm á? Ừ. Không cho nó không nấu cháo nữa à? Nấu, không nấu băm. Cháo mới ăn được, nhưng mà bây giờ nó ăn cơm bình thường. Vẫn ăn cơm được à? Ừ. Ăn cơm nhưng mà ví dụ như gà thịt ra có xé miếng nhỏ nhỏ ăn được không? Được à. Cả thịt lợn các thứ, cả thịt gà ăn được cái gì? Ăn được à. Thế chịu khó mua thức ăn cho con ăn nhá. Ừ. Mua... Sáng nay vừa mua về. À. Sáng nay mua gà hay mua gì? Mua thịt lại, à, tí đợi dở về xong đi cùng em ra ngoài kia nhá. Ra ngoài du già kia thì em dặn cái anh mà chuyên bổ lợn ngon đấy, anh cứ để cho. Thì anh cứ ra đây lấy không phải trả tiền. Xong đến cuối tuần em giả một lần, cứ em ra em giả một lần, cả rau cỏ thứ cũng thế. Tí đi luôn đi, hôm trước em thì em vội về quê đây không kịp. Cho con ăn từ từ đấy ạ. Thì từ hôm ra viện giờ thì cháu đi vệ sinh các thứ này có bị chảy chết gì không, hay phân bình thường cái gì? Giờ cháu mình mỉ chưa? Có. Cái này thì em chưa biết là cháu có hợp ăn không, thì cứ mua trước 10 lọ rồi nhá. Thì nếu mà con này muốn ăn thì thi thoảng cho cháu một lọ. Hết thì nếu mà hợp thì em lại mua nhiều hơn. Dép đâu? Đeo dép vào đi, dạy con đeo dép vào cho quen, đi cứ về nhà lại bỏ ra. Thật không? Đeo dép vào đi. Rồi mang đi, chúng mở cho chị em. Thì em vào em xem cái hộp sữa kia, cái thìa hộp sữa nó cũng vừa mà. Đây ngài có cái thìa xinh như này không cất trong hộp sữa không biết này. Ô quên à? Đấy cái đấy bón cho mỉ là vừa anh.
Đây đây đây, để em mở cho cháu ăn. Em đi qua mặt tí. Nào, mai chú mở cái đó, kế đó cho nó ngồi đấy. Mai một cái đứa cho chú. Khi nào rồi mai. Đây, con thử ăn xem không nào. Ăn luôn, cho mồm húp luôn. Nào kìa. Đấy, nhờ. Cái chó mà chó. Ngon không? Cảm ơn chú ấy. Có biết ăn không? À đây, cả một cả mai nữa, mai ngồi đây. Ngồi ngồi là gì anh? Ngồi tiếng Mông là cái gì? Dạo. Dạo, dạo, dạo. Dạo. Học xong lại quên trước, học trước quên sau. Đây em lấy thêm một hộp nữa cho cháu ăn. Không khổ thân chúng nó. Đấy, nếu mà ăn hợp hợp thì hôm nào chú về quê chú lại mua lên. À, mai với kia thì lớn lớn rồi thì ăn cơm thịt gà thịt trứng rồi thịt lợn các thứ được rồi, còn cái này thì của em Mỹ thi thoảng thôi nhỉ. Lần đầu thì cho các cháu ăn thử này, nó ăn thử để biết nhỉ. Ăn đi. Ăn như em kìa kìa, đấy em kìa đã sắp hết một hộp rồi đấy. Ây à, anh cho mì ăn từ từ đấy nhá, em có sợ hóc không? Anh bón cơm cho con, bón từ từ đấy nhá. Cơm có phải nhá ra không hay là phải trộn nước canh hay gì à anh? Cơm trắng nấu này. Kiểu như mình ăn thôi. À thế á, nhưng mà mì có răng chưa nhỉ? Chưa có răng à? Em mà không để ý cơ. Có, không có răng thì cái gì nào á? Ừ, chưa mọc được cái răng nào à? Ừ, đấy khổ suy dinh dưỡng rồi kiểu như phát triển chậm, phát triển toàn thể luôn, từ xương khớp cho đến cân nặng cho đến cả răng. Răng lợi bình thường Long nhớ không nhầm là tầm khoảng 6-7 tháng là đã mọc rồi chứ nhỉ, trẻ con ấy. Đúng. Nhìn cái lợn nó cũng nhô nhô, hình như cũng chuẩn bị mọc răng đó. Thì có khi vẫn phải đẩy mạnh ăn cháo, nấu cháo anh ạ. Còn đây là các loại bổ sung anh nhá, bổ sung vitamin D3 này. D3 này thì hỗ trợ giúp tăng cường hấp thu canxi dành cho bé phát triển chậm, phát triển còi xương này, chậm mọc răng này. Cái này rất là tốt, cái này là nhỏ từ 3 đến 5 giọt, mỗi một lần thì mỗi ngày dò một lần. Cho vào mồm. 8 giờ sáng. Đây thì lát nữa thì em sẽ bảo em Sùng nói tiếng Mông với anh cho nó rõ ràng. Vâng. Cái này vợ Long mua cho đây. Mình thì chăm con thì vụng lắm. Toàn cái gì cũng toàn vợ thôi. Kiểu sữa kia thì vợ Long cũng xem cái loại nào tốt mà phát triển được. Thì sẽ đây là ba loại khác nhau này. Thì tí nữa em Sùng sẽ hướng dẫn anh và sau anh và anh hiểu chi tiết để lấy. Mình nói tiếng phổ thông thì có khi là câu được câu không. Em cứ để trong thùng sữa kìa nhá, tí nữa em Sùng hướng dẫn sau nhá, cho con ăn đi đã. Tin vui nữa tiếp tục đến với gia đình. Đấy, là có cô chú Minh Võ ở Đức có gửi tặng gia đình mình là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng. Đấy, thì là hôm trước thì quỹ là còn 49 triệu 830 ngàn đồng. Cộng với 3 triệu đồng bằng 52 triệu 830 ngàn đồng. Thì em có mua sữa với cả thuốc bổ với cả cái gì nhỉ, tổ yến. Mổ yến là hết 4.815.000 đồng. Thì trừ đi 52830 trừ đi 4 triệu 800 4 triệu 800 bao nhiêu nhỉ?
48 15 bằng, thế là số quỹ nhà mình sẽ còn 48.015.000 đồng. Đó, thế thưa với toàn thể quý hảo tâm và quý khán giả thân mến, thì sau khi có cô chú Minh Võ ở Đức gửi 3 triệu cộng với những cái chi phí mà cháu Long có mua đây, thì quỹ của gia đình đến thời điểm hiện tại là còn 48.015.000 đồng. Thì hôm trước em bảo anh đi tìm bò, anh có tìm được không? Không, nhưng mà toàn là nó mưa to quá thì đang chạy cái tìm, nhưng mà hôm đấy hôm em về phát là mưa mất 2 ngày luôn đúng không? Là chưa tìm được đâu gì. Con muốn ăn nữa à? Đây bóc cho ăn. Ăn chán đi. Hết là hết đòi. Xong là mấy cái kia thì giấu đi cho con Mỹ. Đây. Bé này vẫn còn nhỏ lắm các bạn ạ. Nên là quấy. Vẫn còn quấy lắm. Chưa ngoan bằng quảng chị Mai được đâu. Thường là những hai bé mà cứ giáp nhau này là chưa biết nhường nhau được. Chưa tìm được anh. Thế thì cứ Mai kia đi hỏi đấy nhá. Xong là đi mua một cái tấm ván là sửa cái cửa ấy đi. Kể cả người ta cho mình ở nhờ đến Tết thì cái này là cái mở ra mở vào suốt ngày này, thay đi, nhão nhà nhão nhợt rồi. Thay đi, thay mua cái bản lề cái thứ gì thay đi. Hôm trước là em chuyển khoản xuống chỗ nhà nghỉ cái 5 triệu đồng thì anh giả tiền nhà nghỉ này. Tiền tàu xe các thứ thì cầm về nhà, đến hôm nay là mua đồ ăn các thứ cho con là còn được bao nhiêu? Còn 1 triệu. Còn 1 triệu à? Thế thì mua tấm ván này xong thay cái bản lề, thay cái cửa đi. Còn đồ ăn thì tí đi theo em luôn để em ra, em dẫn anh ra cái chỗ cái bàn người ta chuyên bổ thịt ngon đấy, với cả cái quán tạp hóa bán đầy đủ các đồ thiết yếu phẩm đấy, để cho người ta nhìn lên mắt anh, người ta biết. Thì lần sau anh ra lấy là người ta không có lấy tiền nữa, người ta ghi vào sổ để đến cuối tuần em thanh toán. Là quỹ hiện tại của gia đình cho dành cho cháu Mỹ là 48.015.000 đồng nhá. Ý nhè. Ông bà cô bác thương lắm đấy. Nhìn trộm vía mà nhìn trông trộm vía xỉnh xỉnh ra một tí như này là ai nhìn cũng mừng. Mà còn chặng đường còn dài lắm. Bây giờ vẫn là suy dinh dưỡng, vẫn là cấp độ nặng. Chỉ xỉnh hơn được một tí thôi. Là biết lẫy, xong là biết gần biết bò rồi. Anh ơi, con biết trườn rồi đấy. Em thấy hai cái tay nó đẩy nó trườn, nó gần bò rồi đấy. Anh để ý mà để trên giường anh phải chèn các thứ xong là ấy nhá. Hôm nào có lấy tre hay lấy cái gì để đóng cái giường, đóng cái lan can giường các thứ vào. Nói mấy ngày hôm nay nó bò ác. Bò ác đấy, không trông được đâu. Anh mải việc nọ việc kia là nhỡ lao xuống. Nấu nướng xong thì dập luôn cái bếp đi nhá. Chẳng may trẻ con cái thứ nó vào bếp nó bỏng rồi khổ. Thế là cái giờ hôm nào nó cũng đi cắt cỏ à? Giờ thì hôm nào cũng đi cắt cỏ. Thế còn anh thì làm thường thường là buổi sáng ra dậy thì làm việc gì? Buổi sáng thì coi như là anh quẩy có về đi làm cỏ cho bò ăn thôi. Thì anh thì nấu cơm. Đấy, nấu cơm và cơm nước cho con. Xong đưa con đi học. Ngô nghĩa là chưa trồng đâu nhỉ? Chưa. Đợi vụ mới trồng à? Thôi thì đất thì nó hơi dốc thì nó trồng vào vô. Thế thì chịu khó tranh thủ sửa cái cửa là cái thứ nhất này. Hai là đi tìm bò các thứ về để cùng với con dở, là hai bố con chịu khó mà chăn nuôi. Chứ còn đừng có nghĩ đến cái việc đi làm thuê nữa. Từ giờ đến Tết thì cứ tạm thời như này đã. Cho con Mỉ của mình nó cứng cứng đi một tí đã. Rồi ra Tết thì mình lại tính tiếp. Nhưng còn bây giờ mình làm thuê cái là dở lắm đấy. Một ngày đi cắt cỏ một lần là hay dở á? Một ngày cắt. Cứ chiều mát mát là đi hả? Nhưng mà buổi sáng nó đi làm cỏ cho bò ăn xong ấy thì về. Buổi sáng là đi băm ra gì? Buổi sáng băm cỏ, buổi chiều đi cắt. Buổi chiều thì nó trên cái cỏ nó ít xương rồi, bò nó ăn nó an toàn hơn. Cắt cỏ buổi sáng là vẫn là xương trên cỏ, ăn nguy hiểm. Ngon nha, no nha.
chắc ăn ăn hai cốc này là chán luôn rồi mà. Xong cất cái thìa đấy nhá, cái thìa vừa miệng cái mỉ này mà cứ để đi đâu đi. Toàn dùng cái thìa to làm cái gì. Cười đấy, trêu, biết trêu rồi đấy, biết đùa rồi đấy. Nó đòi ăn này. Thôi được rồi, ăn đi đã anh ạ. Ăn thử một cốc cho con mỉ ăn một cốc đi đã xem đã. Xem có hợp bụng dạ không đã. Mai kia thì ăn tiếp. Em không dám mua nhiều, cũng mua có 10 lọ rồi, 10 lọ thì ba em kìa, em đã 2 lọ rồi nhè, em mai đã 1 lọ. Em mỉ 1 lọ là 4 lọ rồi, còn 6 lọ kia cất đi. Chú nhào ấy. Ăn về cho nó ăn thoải mái, cảm ơn chú. Đấy, cảm ơn ông bà đi. Ông bà tiếp tục lại cập nhật quỹ thêm cho đấy. Mấy bố con cháu cảm ơn ông bà. Đấy. Cảm ơn ông bà, cô bác. Nói to rõ ràng vào. Mình biết nói tiếng phổ thông cơ mà. Đấy, anh nói đi. Cháu cảm ơn mấy bố con, cháu cảm ơn ông bà. Vui nhỉ, ôi ông ơi, ăn được hai cái nọ này mà vui chứ, không còn è nữa à. Đợt này có cái kế hoạch là nhà nước cho bò của mấy xã gần đây à? Người ta cho 15 triệu một nhà. Nhà mình không được à? Nhà mình không được. Sao không được? Vừa hỏi về bò, giá bò như nào thì anh vào, đợt này đắt lắm. Bởi vì là xã người ta cho mỗi gia đình 15 triệu để đi tìm bò về mua ấy. Thì kiểu như thấy số lượng người mua nhiều quá thì dân người ta tăng giá bò lên, thương lái người ta tăng giá bò lên. Mà tăng giá bò thì mình cần mua thì mình cứ mua thôi. Nó bán giống đắt thì sau này mình nuôi được thì con bò thịt thì mình lại bán đắt lên. Nhưng mà ví dụ tìm bò thì tìm bò cái hay bò được anh? Bò cái à? Bò cái thì không bò được. Thế nhà mình là có một con to một con bé rồi. Thì nếu mà mười mấy triệu một con đấy thì đắt đấy nhỉ. Bình thường nếu mà ấy thì mua khoảng 12 triệu một con thôi. Ngày trước em hay mua ấy. Mà thấy anh Va bảo đợt này lên giá phải mười mấy, 15, 16 triệu một con. Thì cứ tìm đi, tìm xem giá nào hợp lý thì mua. Mua lên một con. Ví dụ gà các thứ này anh có nuôi được không? Nuôi được nhưng mà có đủ ngô cho nó ăn không nhỉ? Chắc là được. Anh có mấy con nữa? 4 con gì à? Hôm qua nó đi sang nhà cậu kia chơi. Cậu nó cho một con đứa bé này. Cậu mới bảo là đứa bé ra về cậu xem nó ăn thế thì thế có muốn nuôi thêm gà không? Thì hôm nào có phiên chợ mà người ta bán gà giống thì ra mua gà giống. Có muốn nuôi không thì mua. Cái đấy anh chủ động nhá. Cần mua bao nhiêu con, cần bao nhiêu tiền thì bảo em. Mua thêm về để đẻ quả trứng để cho con mình ăn. Ngày Tết, ngày nhất hoặc khách khứa vào thì có con gà mà thịt hay như nào đấy. Là mình tận dụng mình trồng được nhiều ngô ấy. Còn bây giờ ăn thì chủ yếu nó sẽ ăn gạo. Còn cái ngô để chăn nuôi. Không ăn bớt, ăn mén mén đi. Bây giờ thì đợi mãi mà dở thì chưa đi về. Thì tầm này giờ này ngày mai anh đi ra chỗ xã đấy xong gọi cho em nhé. Thì em đưa anh ra xem mấy cái quán kia. Để cho người ta biết mặt anh, thì người ta đưa thịt, đưa thà rồi thịt yếu phẩm các thứ. Ghi hết vào sổ cho em. Cuối tuần em ra thanh toán tổng kết một lần. Thôi bế con đi vào đi, không tối tối em sợ xương đấy. Đi, ngồi ngoài này nói chuyện cho sáng đây các bạn ạ. Thế còn nói xong thì chủ yếu đang cập nhật quỹ rồi mang sữa các thứ lên cho cháu. Giá gì thì con? Ấy da, biết giá nước chấm, biết làm nước chấm cơ à? À, thấy Mai đang giã ớt ra để làm nước chấm với măng kia. Măng này luộc vừa xin ở đâu về đấy? Thôi thôi, em ăn măng này nhiều rồi mà, ngon mà. Thế anh nhá, có gì phải gọi em luôn nhá. Chịu khó chăm con vào đấy. Còn một tháng nữa, gần một tháng nữa mới được đi khám lại cơ. Quần áo, thứ giặt giũ đợt này sạch sẽ, nhà cửa sạch sẽ nhỉ. Còn 1 triệu kia thì đi mua ván xong là thay cái cửa đi nhá. Mua cái ván đi, ván bên kia thôi mà.
Ờ, xem có không, có thì trở về làm đi. Còn ăn uống các thứ thì em khác chỉ chỗ các thứ cho. Bye bye nào. Bye bye. Ngoan quá. Mai ngoan lắm các bạn ạ. Lớn lắm rồi, trưởng thành hơn. Thành từ hôm đấy gọi về không anh? Từ hôm anh đi viện về ấy. Thành không được. Ừ. Không gọi nữa cho nó à? Chắc sợ bố gọi về quá. Đấy, anh ấy đi cơm nước xong là tắm giặt cho con đi, em đi về đây nhá. Tầm này mai ra chỗ đấy nhá, mai ra xã nhá. Hoặc là đi tìm ván này các thứ thì gọi luôn cho em. Mai có khi em lên trên bản thì tầm nay mới về được. Bây giờ là hơn 5 giờ đấy, tầm này về được. Để ý anh nhá, bên trong nhà tối nó muỗi các thứ đấy. Ừ, có cái đèn các ông bà gửi cho cái thắp lên thường xuyên. Bye bye anh Mỹ. Vâng, ok. Đấy, nhìn con cái đi học ăn mặc, các ông bà cô chú gửi quần áo lên cho, kể cả nhanh vai nữa. Mặc quần áo vào nhìn bố con nhìn sáng sủa sạch sẽ. Con cái được đi học như này là tốt rồi. Còn cháu Mỹ thì nhìn có tục xính ra một tí thôi. Đấy. Ngày trước đến mặt nhăn nheo, bây giờ căng rồi. Nhìn khỏe khoắn hơn một tí nhưng mà anh Va phải tập trung chăm sóc cơ các bạn ạ. Chứ còn nếu mà cứ bỏ bê rồi không chịu cho con ăn thức ăn thịt hà, gà, qué, cá mú thì cứ ăn cơm không là lại càng ngày càng gầy đi đấy. Nó cũng sẽ cố gắng là thường xuyên qua để mua sữa, mua thuốc bổ rồi tẩm bổ cho cháu. Đợi đến ngày tháng mà bác sĩ tái khám thì theo dõi như thế. Bây giờ thì cứ phương án như vậy là hợp lý thôi. Đấy. Còn ở bên kia thì đang công trình nhà chị Dính thì vẫn đang diễn ra rất là tốt đẹp. Thì một hai bữa nữa mà trời khô ráo, cái Long tiếp tục cho chở vật liệu xuống để bản làng bên dưới chân suối đấy được làm con đường xe máy đi lại cho sạch sẽ, cho các cháu đi học cũng như là bà con chở ngô cho nó hiệu quả hơn. May thì Long vừa mới từ Lục Yên đến Bái lên đến nơi các bạn ạ. Lên đến nơi thì 4 giờ chiều cái thì phi vào nhà anh Va luôn. Nhà anh Va thì khá là gần cái chỗ Long ở, không xa như cái mạn bên nhà chị Dính, gần hơn. Thì hôm nay Long lên đến nơi cái là tranh thủ mang sữa rồi mang thuốc bổ thứ cho cháu Mỹ luôn. Cũng phải thường xuyên thăm xem mấy bố con làm ăn rồi chăm nhau như nào, chứ không mà để anh Va cái là không yên tâm lắm đâu. Rồi, và có lẽ là video này thì Long xin phép được dừng máy tại đây. Đây một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể các quý hảo tâm đã thường xuyên gửi quỹ về để giúp cháu Mỹ chữa bệnh cũng như là thức ăn thức uống dành cho cả gia đình, và công tác chuẩn bị để mua bò này nữa. Thì cố gắng mua được con bò đắt rẻ thì cũng phải mua các bạn ạ, để có anh Va có công có việc để làm, chứ còn chứ ở nhà không như này thì cũng rất là khó mà phát triển kinh tế. Xin chào và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video.